cái nắp vàng nữa. Nhìn giới thiệu đây là món phở chiên phồng, biến tấu và đặc trưng của người Hà Nội. Cắt một bánh phở ra làm hình vuông, tựa trưng như là một cái gối đấy. Có thịt bò xào cùng các loại rau, để chấm một cái nước sốt cho có độ giòn và độ quện sánh của món phở chiên phồng này. Cảm ơn anh Khánh. Một món ăn mà gửi gắm rất nhiều thông điệp à. Hiếm có người sếp nào tuyệt vời như anh vậy ạ. Dạ. Cảm ơn anh. Cho thử cái đi, ngon quá nè. Thử đi ạ. Nó giòn tan mà không hề dầu, nó là thơm. Cái món này mình có một cái đường, cái đường chuyên về cái món này luôn. Đúng rồi, không? Mình có phố Ngũ Xá ở Hà Nội là chuyên về cái món này. Thực ra thì anh đã kiểu kiêng tinh bột 10 năm nay rồi, có là anh không ăn cơm, thay thế bằng đó, thí dụ như có thể là chuyển vào phở. Thực ra nó cũng là tinh bột nhưng mà nó đã được khác đi, nó không trực tiếp như gạo. Nhưng mà anh toàn phải nói né đi. Anh cứ phải nói né là cái gì, món này là món phở nói thì anh nói món phở. Câu chuyện về yêu xa như vậy thì rõ ràng anh sẽ rất thèm những bữa cơm của gia đình. Cái tiêu chí của anh thì cho dù ở xa ở gần thì thật ra mình yêu nhau, mình có nhau trong lòng thì mình không thể nào mình rời xa nhau được. Được. Nhưng mà có nhau trong lòng là chỗ nào, khúc nào là có. Như nữa anh bị cùng một, anh bị một ra một phe, ba người cùng phe nhau. Em là bây giờ anh đang bảo vệ anh nè. Em nghĩ là thật ra là cái việc mà lựa chọn quyết định đi xa như vậy đối với anh cũng là một cái thiệt thòi đúng không ạ? Tại vì bản thân anh phải tự lập, phải tự lo cho mình một mình ở Hà Nội như thế. Thì anh có bao giờ cảm thấy là đắn đo gì về cái chuyện đó không? Không có đâu, anh thấy anh ngủ ngon lắm. Có nghĩa là thật ra là tụi anh là tới bây giờ 9 năm yêu rồi, năm nay nữa là 15 năm, nữa là 24 năm yêu và cưới. Mỗi một cái chặng đường tụi anh có một cái thay đổi để cho tụi anh mới đi. Nửa cái quãng đời của mình là đã đồng hành cùng với nhau rồi. Cũng có những chuyện mà bắt buộc cái hoàn cảnh thì mình sẽ phải chấp nhận cái điều đó. Thế thì cho tôi hỏi tí xíu hơi tò mò. Có phải cái việc mà chọn cái phương án yêu xa này là một cái cách là làm giảm đi cái sự chán nhau khi mà ở gần nhau quá nhiều hay không? Đúng rồi đó. Ở gần với nhau hàng ngày thì đôi khi cái sự va chạm của mình nó sẽ làm cho cái cuộc sống của mình nó ít cái sự lãng mạn. Nhưng mà nếu mà mình ở xa nhau, cái cảm giác mà mình chờ đợi người yêu của mình nó lạ lắm. Mấy đứa con của Phượng á, thì cứ mỗi lần mà bố đi công tác về là tụi nó mừng rỡ, tụi nó xà vô, tụi nó ôm ấp, tụi nó hôn hít. Nhưng mà nếu như mà ở nhà suốt liên tục mà ngày này qua tháng nọ thì khi nó đi học về nó cũng chỉ dạng chào bố vậy thôi. Mà bản thân anh luôn có những cái bất ngờ, thí dụ như anh nói đi xa, anh nói đi một tuần nha, nhưng mà thật ra ngày hôm sau anh bay lập tức bay về bất ngờ. Anh vào nhà khi mọi người bất ngờ, có nghĩa là mọi người cũng không nghĩ là anh về. Anh làm rất nhiều cái điều bất ngờ, anh tặng quà, tặng các và dẫn gia đình đi chơi thì mọi người rất là thích. Ví dụ như anh Phúc, anh chỉ biết là hôm tối nay anh về thì chị nói là hôm ba mẹ con đang ở bên ngoài không có ở nhà rồi kia, thì anh vô nhà anh tỉnh bơ, anh cứ nghĩ là không ai ở trong nhà, nó để đồ đạc rồi kia, thì từ trong phòng ba mẹ con ùa ra hù. Nó tức là những cái nó rất là nhỏ nhỏ như vậy thôi nhưng mà mấy đứa nhỏ nó thích lắm. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với món thứ ba nha. Wow. Mỗi lần đưa cái món mà sàn dữ vậy đó hả em? Như cung nữ vậy đó kìa. Mấy cái này chị thích lắm nè. Đây, mời hai người. Em mời anh, này, em mời chị. Nước này thì chắc mọi người biết rồi đúng không ạ? Sấu và ô mai. Ngon quá. Năm sao khác ha. Tí anh có thể gói đem về được không? Con gói đem về nha, rồi ngon quá. Chua, cay, mặn, ngọt đều có đủ hết. Nhìn thì có vẻ như là cái việc là đi làm xa này nó mang đến cho chúng ta một cái vị chua theo đúng nghĩa. Phượng là một diễn viên thì chắc chắn Phượng vẫn mong muốn mình sẽ được làm nghệ thuật nhiều hơn. Đúng rồi. Mà có cảm thấy hơi thiệt thòi hay không? Mỗi lần nếu như mà Phượng đi phim có thể Phượng phải xa nhà cả tháng trời, thậm chí vài tháng. Mình cũng không thể nào toàn tâm toàn ý mình dành thời gian cho gia đình. Mà nhất là khi mà có con rồi thì mình mới lại hiểu được rằng là cái thời gian mình cần phải dành cho con nó quý giá như thế nào. Cho nên là thật ra tụi Phượng cũng có một cái sự phân chia với nhau chứ không phải là không. Trên nguyên tắc hai vợ chồng lúc nào cũng phải có một người ở nhà với các con. Thật ra không ai muốn cái chuyện mà phải xa cách, phải chia nhau ở mỗi người một nơi như vậy. Do cái suy nghĩ của mình thôi, mình có chấp nhận được hay không cái điều đó thôi. Chứ còn nếu như mà nói là vui vẻ thật sự ra không hề. Có những đêm tụi anh bàn với nhau là tới sáng luôn á. Tức là hai vợ chồng bàn kế hoạch nói chuyện với nhau thì kế hoạch 5 năm xong rồi, kế hoạch 10 năm xong rồi, con mình đã lớn rồi. Vậy tụi mình phải làm gì cho các con, cho tụi mình. Thế tụi anh mới tính ra. Phải chịu đi, đây là cũng đồng cái kế hoạch của tụi anh. Cái gì mà vợ chồng mình cùng bàn với nhau, mình đồng vợ đồng chồng thì mình sẽ có những cái kế hoạch rất là rõ. Mình có sợ chồng mình sẽ không quay trở về không? Có rất là nhiều người đã đặt câu hỏi với Phượng như vậy. Và Phượng cũng đã hỏi ngược lại là ô thế tại sao mọi người không nghĩ là anh Phúc anh đi xa, anh cũng lo ở nhà, Phượng có người khác chứ. Phượng nghĩ rằng là nếu như người phụ nữ mà tự tin về bản thân mình thì sẽ không có lo gì những cái điều
xung quanh đó. Nếu như mà đôi bên cùng lo lắng như vậy thì chi bằng tại sao mình không chọn cái phương pháp là mình tin tưởng lẫn nhau. Ta ở hai nơi nhưng vì gia đình mình, vì mục tiêu, vì con cái, vì tất cả những cái điều mà mình đã gây dựng cho nhau như vậy thì mình cứ lạc quan về cái điều đó đi. Hay quá, 10 điểm cho quý vị.